Vâng, mến chào quý vị. Đấy rồi, khách đã đến đấy rồi. Em mới đưa lên Facebook một ít ảnh video mà. Dạ. À vâng. Đây gì anh? À, hai cái này của anh luôn đi. À vâng, thế thì đây để ấy. Đây hai cây này đúng không anh? Hai cây ở đầu tiên đây gì? Cây này cây tích giang lá nhỏ. Xanh tích giang anh. Ờ, tích giang lá nhỏ đấy, dòng lá nhỏ. Anh số điện thoại của anh là bao nhiêu nhỉ? Điện thoại à? Số điện thoại của mình ấy. Quên mất. Ui trời ơi, xong rồi. Thế thì cứ xong rồi gửi cho em nhá. Ờ. Vâng, xong rồi gửi cho em hoặc là bảo an. Đây là xanh quê tích am mà anh. Tích giang. Tích giang à? Tích giang Phúc Thọ đây anh. Dòng đang dòng đang quý đó. Anh em đang chuộng. Nhiều anh em chơi. Ừ, nhiều anh em chơi dòng này. Này quý vị. Chậu ấy là chậu tàu đúng không anh? Chậu. Hay Đồng Nai? Đồng Nai. Chậu Đồng Nai. À. Anh tên gì nhỉ? Anh Chanh mà. Anh Chanh, vâng. Đấy cây của anh Chanh. Hai con em mới trong làn để mà góp vui cho nó vui thôi. Vâng, ok anh. Cây này mà giao lưu cho khách thì bao nhiêu tiền anh? Đây giao lưu cho khách đổ 30. 30 triệu. 30 triệu. Vâng. Đấy, 30 triệu thì nếu mà không thì quý vị cứ liên hệ với cả em An. Sau đó là giá cả như thế nào đấy thì anh em có thể làm việc với nhau. Vâng. Và vận chuyển như nào đấy thì em An em sẽ lo vận chuyển cho quý vị. Nếu mà gần thì quý vị có thể lên trực tiếp vườn trở về cũng được, hoặc là lên vườn ngắm. Đấy. Chú chào mảnh bonsai nhá. Vâng, chào lâu chú ạ. Rồi, hôm nay mới lại gặp mặt. Vâng, chào chú. Vâng. Chú hôm nay mang cây nào đến vườn An không? Chú mang cây nốt cái dáng nốt cây này đã cho được, anh Chanh nhá. Có dáng có thú này. Vâng. Đây là Nam Điền anh. Nam Điền ạ. À. U biếu, nu cục, ôm đá. Một cây xanh Nam Điền dáng thú. Cây của anh Chanh. Cây này giao lưu cho khách bao nhiêu anh ơi? Con này 30 triệu. Vâng, 30 triệu. Dáng đẹp. Vâng, nó khác lạ. Khác lạ mà dáng, bộ chân móng nó đẹp đấy. Vâng. Chân móng như móng con khổng long. Móng rồng. Móng rồng, chân móng rồng. Quần quạ. Con này chơi càng ngày càng đẹp. Vâng. Và bóng nó càng ngày đổ. Con này đổ 2 năm nữa thì quá đẹp luôn. Nó dày chân lên chút. Ừ, đến mấy cả bồng nó to lên. Vâng. Bồng nó căng lên ngày này đẹp. Vâng. Con tử mới xây dựng đến này là đẹp rồi. Vâng. Hai tay một ngọn rồi. À. Ba chục rồi đi mua vài cái phối nát bé nát bé để làm gì. 30 triệu. Đấy, thì quý vị chơi thì alo anh Chanh An, hoặc là An được. Đấy, số điện thoại của An ở trên màn hình đấy. Rồi, ok, đâu nhỉ? An đâu nhỉ? Nào, em cho em quê xanh quê cái. À, xanh quê đấy gì? Ok. Xanh quê ra được báo giá là 45 triệu. 45 triệu. Xanh quê rất già. Nhà phá tức là những cây từ năm 2003 04. Xong rồi nó hết hơi này, cắt làm thu nhỏ lại. À. Nên làm lại mười mấy năm rồi. Lá đẹp. Tức là trước là một cây cao lồng ngồng đấy đúng không? Vâng. Nó thu lại. Làm lại cũng lâu phết rồi, em chỉ được nhiều năm ở đây chứ. Cũng nhân cũng rất là mất nhiều công sức. Đấy, 45 triệu anh nhá. Già đẹp. Ờ. Sắm chơi. Không phải làm thêm nhá. Đấy, không có làm gì anh. 45 triệu. Đây, xi đây, xi bút hồng đây. Xi đây như trước trồng chậu tròn đúng không? Vừa thoát được chậu loại từ ngày em mùa. Thế á? Em đang báo giá còn đây là 32 triệu. À, ok, 32 triệu. Nhiều đồ, già. Ừ. Đẹp. Rồi, ok em. Đấy. Đấy, quay cây này rồi. Quay cây lão này rồi. Bây giờ là sang cây bên này. Đấy, cây này này. À, cây này ạ. Ừ, đấy. Ui, cây này nu cục ác không? Cây này đi đến quế anh nhỉ? Chú chơi chú lại còn hỏi anh thì cây này như điền đấy. Cây này em... Cũng không biết được là điền hay quế. Cây
Nói thật với anh ấy là trước khi mua em phải bắt cái ông chủ bảo hành. Ừ. Nếu mà em mà bị lừa là khách của em cũng bị lừa. Đúng rồi, mình ta như vì là ấy, tại vì mình, là thực ra là không bảo thì làm sao mình nắm được, rồi đến lúc mình lại báo cho khách là như thế đúng không? Nhiều khi là em nói với anh ấy biết cũng phải giả vờ không biết anh. Ừ. Bởi vì nhiều khi nó dốm lắm, có những cây xanh năm xanh quỳ nó dốm làm liền lắm. Đúng rồi. Nhớ là cái mùa này này, mùa này khó nhận này. Đúng rồi, mùa này nó lên lá là như nhau, nhìn nó như nhau. Đấy. Xong rồi có cây còn ghép nữa cơ. Nhờ. Cái nơi thì em thôi được rồi, các bác nào thích thì cứ hỏi nhá, tại vì alo em nhá thì em hỏi người ta quên chỉ hỏi giá. Ok em. Còn nơi là nó khoảng tầm 55 triệu này. Này là Nam Điền đúng không? Nam Điền, con này thì của em bán đi thì em biết rồi. À, em này bán đi rồi. Như quái thú ấy nhỉ? Vâng, hôm nay người ta lại về đây sum vầy. Ừ, lại quay lại để mà trưng bày cho vui. À, lại về đây sum vầy đấy. 55 triệu. Vâng. Anh này sáng mặt đây nhá. Ok, đây. Quay 4 mặt, 2 mặt. Cho anh em ngắm cây này. À, chiều chính ở bên đây mà. Cây được hồ chú chanh đang được báo giá là 220 triệu đấy. 58 triệu. 55 triệu. 55 triệu. À, anh cho em xem Nam Điền đi nhé. Đây Nam Điền đây, hàng lùn lực rụt rịt đây. Đấy, cái này là cây mà em làm từ phôi từ lúc nó cụt vào trong lời anh à, nuôi đến bây giờ được khoảng độ 2 năm. 2 năm rồi cơ. Ừ, 2 năm nên làm được bộ tay tương đối. Cũng tự mình nuôi đấy, cũng tự mình làm đấy. Tự mình làm đấy. Được đấy. Ừ. Có năng khiếu làm cây đấy chứ. Đây em làm sao được giá là 35 triệu. Ừ. 35 triệu. À. Chú Cương ơi, em mang cây đến ra. Vội. Vâng. Si đây. Cái xí này thì cũng em chưa nhớ giá anh. Thế á? Không, cứ quay đây. Tức là một cái xí búp hôm và đang ôm đá đẹp. Ờ, ok. Tức là, vâng. Mang đến để quay để con bán chú. Nếu anh em nào ấy, anh em nào mà xem mà ưng thì alo. Lúc ấy An hỏi giá cho xí búp hồng này. Mấy anh kia xem cây rôm giả chưa? 53 triệu. Anh ơi. Ủa, cây này trồng cái dẻo quạt này hợp ghê nhỉ? Ừ, cây này đang được báo giá 60 triệu. Nam Điền đấy. Vâng, Nam Điền. Đang được báo giá 60 triệu. Cây của bác thiệu hội trưởng. Hội trưởng là cảnh hữu ạ. À. Nhưng mà lùng tay canh mà nó không lùng thì cũng lại không được. Trồng hầm hố ghê đây chứ. Không phải tay canh nó lùng là nó lùng trong cái tán trồng mà nó nén đấy. 60 triệu không em? Ok. Anh đây là khoảng 20 triệu của anh ở ngoài Hà Nội. Cái này được 20 phân. Ừ, sao đây con phải lên đá. Ừ, cái này nếu mà nhìn này cảm giác nó hơi tụt nhỉ? À, nó hơi thấp quá. Nó cao lên tí đúng không? À. Công nhận là cũng nhìn nó hơi tụt. 20. Nam Điền. À, cái này là được báo giá là 50 triệu. Rồi, xi búp đỏ. Xi búp hồng. Ừ. Củ gừng đây anh. Gà đây phân gì, phân dê à? Đến nơi là của khách mang đến thì chưa biết là cái gì. Ờ. Đấy, nếu mà có 50 triệu. Si. Si. Nào nhỉ? Một cây si. 50 triệu. Một cái cây xanh quê nù là em thích quá mà em chưa mua được này. Nó nù được 4 mặt này nghe. Ừ. Nù đẹp quá. Họ đang báo là 20 triệu nhá. Ừ. Anh em ra thiện chí thì cứ gọi điện xong rồi em sẽ cho số chủ nhân hoặc là em sẽ đứng ra em mua, bác nào trả giá em trả giúp nhá. Ừ. Em gọi là làm cầu nối kết nối chứ không có gì đâu. 20 triệu cái này nu cục rất á, cái này được cái cốt này. Cả bên xưa bên đây này nha. Mà nếu mà em bán cái nào nhiều tiền thì chắc em nhốt nó lại rồi. Nhưng mà em chỉ đang tặng cái chất lá thôi. Cái chất lá này không biết là nó có lớn nhanh không ấy à? Chất lá này không biết có làm được dầm nhiều không? Ừ. Cháu, em có tiền để đây. Em qua nó lơ thơ thì nhìn anh thế ơi. Thôi chứ. Có 100 nghìn để ba. 20. À, 20 triệu. Ok. À, cái đà gì? Đà của ai đây không biết. Cái đà này của một chú ở Hà Nội. Đà đẹp phết đấy chứ. Đà đẹp. Cái đà này là nó hàng mười mấy năm trong chậu như thế này rồi.
đã được báo giá là 12 triệu. Lá nó nhở như là cái ngón tay. Thế mà cây đa này là đa lông múp đở nhá. Đấy. Thế ông đa không mang cây nào đi hả ông ơi? À, chú hai cây đằng kia. Ok. Thế thì đi, bác Đoàn ra quay cái cho nó quay cả. Vâng. Giới thiệu đi. Đấy anh Mạnh đi. Đây nhá. Nào, ra theo cháu quay cây của chú luôn để giới thiệu cho khách. Khách mà có kết thì alo chú tên là gì nhỉ? Chú là Phan Văn Đoan ở Facebook cũng thế. Vâng, chú Đoan. Tên chính chủ luôn. À vâng, chú là ở cái chú. Thứ nhất và cái thứ hai nữa là số điện thoại nick viết Facebook là chủ luôn. Chú ở Hữu Bằng đây luôn ạ. Vâng, chú ở Hữu Bằng. Vâng. Chú đây chú mang đâu cây của chú đâu? Hai cây đây gì chú? Vâng, hai cây. Chú là chơi cây được mấy chục năm rồi chú? Chú chơi thực tế ra là từ năm 97. À. Tức là 1997 vì sau khi mà làm cái tầng 2 năm 96 xong thì chú bắt đầu chơi cây. À là chú đấy. Chơi trên tầng 2. Trên tầng 2. Tức là chỉ chơi cây con. Không, chỉ có chơi ăn ngày xưa ấy là chú có những cái cây to như gửi ở nhau anh vợ. À. Thế thì về sau thì mỗi tuổi nó mỗi cao lên một cái thì tức là chú chơi sang cái hàng bonsai. Tự đôi bàn tay chú làm. Tất cả coi như là chú từ không thành có luôn. À, từ không thành có chú. Đây, ví dụ. Chú như, phải nói là. Như đấy, cái tác phẩm gì? À đây cũng là của chú à? Của chú. Tức là từ cái cắm cành. À từ cắm cành à? Từ à. từ một cái cành lên. Chính là chú rất là ấy đấy. Rất thì là chú là đó. Rất là đam mê. Đam mê đấy. Yêu sau đó. Khi mà cái xì tai chuột này mà anh em phố cổ cái thời ấy là bắt đầu nó mới sôi động. Hot. Thì chú tức là dỡ cái cây ở non bộ của chú ra. Chú bán lúc ý là cho hậu chiều khúc 4,2 triệu. Vâng, cái cây này bây giờ chú bán bao nhiêu? Cây nào ạ? Cây si này. Cây này thì 1,5 triệu. Vâng, 1,5 triệu. Vâng, đấy. Đấy là si tai chuột. Si này là si tai chuột hả chú? Ừ. 1,5 triệu. Chậu này là chậu gì hả chú? Bát chậu tràng. Ở Bát Tràng. Cái chậu thì nó hơn trầm. Vâng. 1,5 triệu chú Đoan. Vâng. Đây còn cây say này ở chú của chú. Còn cây này là cây trực. Vâng. Cây này Nam Điền là chú. Nam Điền. Vâng. Cây này mà chú bán thì bao tiền? Chú bán hôm nọ chú báo giá với An rồi vì bây giờ ấy tức là cây cảnh. Đó thì đấy đi chú cứ báo đi báo qua video của cháu không, đi. Không không đấy là chú cho khách chú, xem. Chú nói mà vì báo cho An như nào thì không, báo để bán ra ấy. Bán ra đấy tức là chú báo vì anh em thợ thuyền cả. Vâng. Đã còn thì bây giờ mà cứ vống lên là nó không. Không, à không mình cứ làm sao nó ấy nó đấy, đúng chú báo đúng giá với An là 18,6 mà. Vâng, 18,6 triệu. Vâng, 18,6 triệu. Nó cứ đúng ấy, nó vâng. Cứ đúng giá vâng. Giá của cây. Vâng. Chậu này là chậu tàu hay chậu Bát Tràng này chú? Chậu đầu đấy. À chậu tàu. Vâng. À. Còn đây. Cái thằng này thì chậu Bát Tràng. Trực 18,6 triệu. Vâng. Chú cũng làm được bao năm rồi? Chú làm á thì nó tức là từ cái phôi lên xem nào. Mới chục năm rồi chú? Không, tức là 5 năm rồi. 6 năm. À 6 năm ừ. Lâu đấy. 6 năm. Đây cái này nó chỉ có cục thôi. Cái bên này của chú là điền hay quê? Điền. Vâng. Cái này là cũng từ cành lên đúng không? Vâng, từ cành. Cái này chú làm bao năm? Nhưng rồi? Mà chú cái này thì từ cành lên thì chú mua, tức là nó mua cái phôi. Chắc không phải làm. À cây này là cây chú mua gì? Vâng, chú mua về chú chơi xong rồi chú tạo tác lên. Vừa chơi vừa tạo tác thêm gì? Cái này chú bán ra cho khách là bao nhiêu chú? À, báo giá An đấy là chuẩn 22 triệu. Vâng, 22 triệu. Cây này thì nó hoàn thiện đúng không? Vâng, đúng? Nó hoàn thiện, nó giả. Vâng, 22 triệu. Chú cây này là cây của chú Đoan, mang ra chỗ An trưng bày. Đây, mặt sau nó cũng đẹp. Tức là cây này có thể chơi hai mặt. À, vâng. Mặt sau nó cũng đẹp. Vâng. Hoàn thiện, 4 tay 1 con. Vâng, 22 chuẩn triệu. Chỉ. Đấy, thế là của chú ba cây đấy đúng không? Vâng. Vâng, rồi cháu cảm ơn. Còn đến 25 lời là đình làng là hội lão trẻ còn tổ chức nữa cơ. Thì lại mang ra đấy hả chú? Thì chú lại mang những cái tất thế đó. Thì ở nhà chú nhiều phết đấy nhỉ? Nhà chú có bao nhiêu cây tất cả? Nhà chú nếu mà từ cái lúc mà 2016 mà nó sôi động ấy thì của chú thì nó bây giờ cơ. Tức là lúc ấy nó đủ khoảng 250 cây. Thế nhưng mà bây giờ là chú bán thì nó còn 50 cây. À 50 cây. Số điện thoại chú là bao nhiêu? Của chú là 0809. 0809. À 0989. 0989. 0989.
575804. Rồi, chào, cảm ơn chú. Vâng. Rồi, chúc cây chú luôn luôn mạnh khỏe nhá. Lời mặt lời là nó còn... À vâng. Nó lại còn hơn cái. Đấy, nó lại hầm hố. Hầm hố hơn. Vâng. 18.600.000. Vâng, 18.600.000. Ok, chú chốt. Vâng. Để cháu báo cho, cháu báo cho cao tầm 45. Vâng. Đây, khóc rồi. Rồi, ok chú.